Thân chào quý vị, quý khách hàng. Ngày đầu tiên cho tôi xin được cảm ơn mọi người đã dành một chút ít thời gian để xem cái clip này của tôi. Là tôi ạ, Nguyễn Kim đây ạ. Cũng là sắp là gần Tết rồi, hôm nay tranh thủ làm clip này là tranh thủ nói chuyện với mọi người một chút. Thật ra mình cũng đang rất bận. Thế nhưng mà nhất là thời gian gần Tết đây, mình ở bên chế biến hạt điều thì mình mới thấy rằng là rất nhiều những quảng cáo, rồi có những cái bạn bán hạt điều ấy, mình thấy là các bạn ấy viết những cái bài viết hoặc những cái lời quảng cáo rất chi hấp dẫn, là dễ lừa cái người tiêu dùng. Không phải là thực ra mà nói cái sản phẩm của bạn ấy cũng tốt chứ phải không tốt, thế nhưng mà là có những cái sự kiện, sự việc không đúng. Thế tranh thủ làm cái clip này nói chuyện với mọi người một chút cái kinh nghiệm mua hạt điều. Mình cũng mong muốn rằng là khách hàng của mình có thể không mua hàng của mình hoặc mua bất cứ của ai đó cũng được, thế nhưng mà ngược lại là đồng tiền các bạn bỏ ra nó xứng đáng, nên mua cái sản phẩm nó đúng như sự kỳ vọng của các bạn đấy. Và hơn nữa là tránh để mua nhầm những cái hàng nó không rõ nguồn gốc, không rõ xứ, rồi đến lúc cũng chẳng biết ngoài tại sao tại ai, không biết là xong lại bao giờ xấu đi cái hình ảnh hạt điều, xấu đi cái hình ảnh hạt điều Việt Nam mình. Thứ nhất là các bạn mua hàng là lưu ý một chút, cái kinh nghiệm rất chỉ là nhỏ thôi, các bạn chọn những cái sản phẩm mà nó có mẫu mã, bao bì và nhãn mác đầy đủ thương hiệu. Thế mà ví dụ cái đơn giản nhất là logo thương hiệu hoặc là tên cơ sở sản xuất hoặc là tên công ty sản xuất hoặc là tên đơn vị sản xuất nó đúng với thực tế thực tại của người ta. Ví dụ như là nó không có những cái câu từ là đại khái chung chung qua loa qua quýt như ví dụ đặc sản Gia Lai này hoặc đặc sản Bình Phước này. Rồi là chỉ có một cái số điện thoại duy nhất để lại hoặc cái hạn sử dụng để đánh lừa người tiêu dùng. Đấy, thì cái đó các bạn thật chú ý cho mình một chút. Đấy là cái đầu tiên. Thế là ví dụ như qua loa đại khái là điều của Cao Nguyên này, điều của Tây Nguyên này, điều của Gia Lai, điều của Bình Phước này, mà chả có một cái nơi nào là nơi sản xuất cả. Thế bây công nghệ in bây giờ thì ai có thể in được. Thế nên các bạn đều order những cái sản phẩm nó thứ cấp về, các bạn ấy dán một cái nhãn nào vào đó, thậm chí có cả số điện thoại các bạn cũng có. Mà đến lúc hoặc là có thể có số điện thoại không có, mình có nhiều người mua rồi mà về không thấy cái như vậy là số điện thoại gọi không có được, không nghe, tại cái sản phẩm đó thì không thể nói là đúng mà được, không nghe không được. Và hai nữa là các bạn vì kinh doanh vì cái lợi nhuận mà quên đi khách hàng của mình. Ba nữa là cũng có cái nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng thôi. Bây giờ các bạn là muốn mua cái sản phẩm rẻ thì mà để chất lượng thì nó khó, thực sự là khó, mà nói thật với nhau là không có. Tại vì chính cái sự ham muốn, chính cái mong muốn được mua cái sản phẩm rẻ giá trị thấp thì là vô tình chung là các bạn tạo cho xã hội cái nhu cầu, cái nhu cầu là cần cái loại hàng hóa rẻ như thế, cần cái loại hàng hóa rẻ như thế. Thế nên là vô tình chung là người sản xuất người ta cũng sẽ nghĩ rằng cái nhu cầu của xã hội ấy. Ví dụ như là trường hợp cà phê như thế thôi, nếu như cái loại cà phê mà 60-70 nghìn thì nó thật là không có cách gì để mà làm được. Tôi cũng người sản xuất cà phê, tôi biết rằng là 60-70 nghìn thì không đủ nguyên liệu đầu vào, thì chưa nói giải công chi phí vận chuyển, chi phí chế biến thì làm gì, còn với hạt điều thì đến 100 nghìn một cân thì nguyên liệu đầu vào còn chưa đủ. Thế còn công chế biến của chúng tôi đi đâu, rồi là công cái phần khác ví dụ như bao bì nhãn mác hoặc là thuế má với nhà nước thì nó ở đâu. Thế nên các bạn đừng cứ hy vọng là bớt đi 1-2-30 ngàn gì đó, thậm chí đến 5-70 ngàn đi mà mua được cái sản phẩm tốt như ý mình mong đợi là không có. Là góc người tiêu dùng tôi đã từng đi mua những sản phẩm rẻ thế tôi biết rồi. Chẳng thà có một cách duy nhất là các bạn bớt đi. Ví dụ thay các bạn mua 100 nghìn một cân với các bạn mua 100 nghìn nửa cân thôi hoặc chưa đầy nửa cân cũng được, thì đảm bảo các bạn chắc chắn một điều sẽ là tuyệt vời. Ok, các bạn sẽ xứng đáng đồng tiền các bạn bỏ ra. Hoặc hai nữa là chọn những sản phẩm ví dụ đặc biệt hạt điều, mình hôm nay nói chuyện về hạt điều, chọn những nhà sản xuất mình đã từng trải nghiệm. Đấy, ví dụ như là mình không có điều kiện ăn quanh năm thì giữa năm mình có thể mua của bạn ấy hoặc của mình chẳng hạn, đấy một nửa cân hoặc một cân. Thì bây giờ Tết thì mình cũng chắc chắn là mình sẽ tìm bạn ấy là người đầu tiên, thì bạn đã trải nghiệm rồi thì bạn biết rồi, không phải trình bày, không phải thanh minh thêm nữa. Hoặc là thông qua người thân người quen giới thiệu, ví dụ như là bạn ơi, anh ơi, chị ơi, hoặc là gì gì đó ơi, đấy là ta thấy chỗ nọ tôi thấy chỗ kia có cái sản phẩm hạt điều đấy rất chi nó ngon, nên bạn nên mua và tin dùng sản phẩm đấy. Thế nhưng phải là những người đã trải nghiệm. Và ba nữa là một cái chi tiết cực kỳ quan trọng nữa mà tụi mình nhắn nói lại với các bạn rằng là cực kỳ quan trọng, đó là sản phẩm hạt điều Việt Nam đấy rất không có hạt lớn các bạn, cái size lớn là rất chi là hiếm, mà thậm chí không có, trừ một số giống mới ra bây giờ. Thế nhưng phẩm cấp của họ thì lại, phẩm cấp của một số giống mới thì lại kém hơn rất chi là nhiều. Ok,
kém hơn rất chi là nhiều. Thế lại do cái tình hình chung là cái hành vi và thói quen của người tiêu dùng ấy là cứ phải có một chữ A cộng đằng sau đó, hoặc là loại to đằng sau đó, thế là các bạn mới mua. Thế nên dẫn đến cái hiện tượng là có lại lúc lại vấn đề cái nhu cầu thị trường, những nhà sản xuất người ta lại tìm lại đúng cái nhu cầu và tiêu dùng đấy, thế sẽ sản phẩm cái loại hàng tứ cấp như thế. Các bạn sẽ nhập cái hàng sản phẩm từ châu Phi, từ Campuchia, rồi từ những nước lân cận khu vực mình mang về bán lại cho dân mình. Còn những sản phẩm bên nhà mình thì mình đã là điều bên nhà 100% nguyên liệu của nhà mình. Thế nên là hai nữa là giống thì giống địa phương, hạt sẻ, giống gọi là giống sẻ, hạt rất nhỏ nhưng mà béo ngậy ngọt bùi, ngọt hậu luôn, ăn rất chi là ngon. Mà hạt nữa đặc biệt mình cam kết với quý khách hàng của mình đó, với cam kết với khách hàng, cam kết với xã hội là sản phẩm mình tuyệt đối sạch, sạch trên mọi phương diện. Thứ nhất là mình không dùng, không lây thơ dùng phân bón hòa hóa chất một cách vô tổ chức như một số người vẫn dùng. Tại mình ý thức cái việc rằng là giúp cái lồng nghiệp, cái nền nông nghiệp nó bộn bề như này đấy, mình biết rằng là một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân được. Thế nhưng mình hãy làm tốt nhất có thể, hãy làm được tử tế nhất có thể với khách hàng sẽ đến mình, khách hàng sẽ trải nghiệm cảm nhận sẽ lan tỏa sản phẩm cho mình. Vâng, có lẽ là câu chuyện cũng đã hơi dài một chút rồi. Tôi kính mong cho quý khách hàng là sẽ lựa chọn sản phẩm thật ưng ý trong một dịp Tết này. Tại vì giá trị và hạt điều này, nhà mình cũng đang sản xuất bây giờ là giá trị dinh dưỡng nó rất chi là cao. Thế nên giá thành nó không hề gì cả. Thế nhưng mà thôi, quan điểm mình là ăn ít còn hơn nhiều. Ăn nhiều chỉ là để đấy nhiều rồi lúc mà mang bệnh mang tật vào người. Bạn cố gắng lựa chọn những nhà cung cấp uy tín, hoặc là bạn có bản thông minh, những người tiêu dùng thông minh, chọn những sản phẩm nó cao cấp một chút về giá trị, về mẫu mã, về màu sắc, về kích thước, rồi về cảm quan cảm nhận. Và là những người mình tin là rất nhiều bạn cũng sẽ ăn nhiều rồi, cũng biết nhiều, trải nghiệm nhiều rồi thì sẽ tìm đến nhà uy tín. Còn nếu ai biết mình rồi thì tiếp tục ủng hộ mình sẽ phục vụ các bạn hết mình. Còn những người chưa biết thì cũng là kính mong người biết rồi lan tỏa giúp, mà các bạn xem video này có thể các bạn lan tỏa giúp mình. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Thì thời điểm vào Tết này mình sẽ tăng cường truyền thông, cho nên là mình cũng không phải phông bạt gì đâu các bạn, không phải ăn mặc đẹp, không phải là một doanh nhân gì đó, hay là mình ngồi khung cảnh nào đẹp, mình vẫn ngồi đây như mọi ngày, vẫn mặc quần áo thông thường như ở nhà thế này để nói chuyện các bạn. Tại vì mình ở tầng nước, cho mình cũng muốn mọi người gần gũi với mình hơn, thân gần hơn. Vâng, thân chào mọi người nhé, hẹn gặp lại clip sau ạ. Chào và hẹn gặp lại.